Một viewer hay nhắn tin với mình thì hôm nay em ấy đã nhờ mình là hãy giúp em ấy trap 300 thánh nhân vật để có thể cứu hai nhân vật của em ấy, đó chính là Xiao và Eula. Thì Eula của em ấy thậm chí hiện tại còn chưa đủ bộ 4 rồi trắng xám nữa, hiện tại đang bộ 22 thôi. Còn Xiao thì thánh nhân vật tuy là đủ bộ 4 thần xa rồi nhưng mà thánh nhân vật rất là tệ. Thân là một trapper chuyên nghiệp thì mình liền vào app của em ấy để trap cả hai bộ đó luôn. Thì liệu mình có cứu được Eula với Xiao của em ấy không? Mọi người cũng coi video để tìm hiểu nha. Thần xa trước hay là lửa trắng xám trước? Từ từ nha, mình thần xa đi, mình hết thần xa mình lửa trắng xám nha. Ôi, cứ một thần xa trước xong rồi mỗi thứ một cái đi. Xen kẽ cũng được, xen kẽ cũng được. Vô. Rồi. Thần xa này là chắc chắn cho Xiao cho nên là chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến những stat dành cho Xiao. Cái này dữ không? Mém nữa thấy nó ngon đấy. Mém một. Chúng ta chỉ quan tâm những stat dành cho Xiao thôi nhá. Cái này suy nghĩ được. Mém được. Ý, này suy nghĩ nè. Được. Em tấn công, sát tấn bạo. Chúng ta phải check trước là chủ nhân đã có cái gì trước rồi đó chứ. Ừ. Ý, đồ em lấy. Để tăng sát thương. Đi. HP, sát thương bạo. Rồi chúng ta cũng thấy anh si của chúng ta. Hương hát nham che mắt tôi. Cái này thì đó. Ừ ok. Ôi mù mắt tôi. Thậm chí không, cái này là cái kia là mình nâng cấp luôn rồi đó, từ. Mù cái này là mắt nó thôi. Chỉ cần vô một lần là nâng cấp rồi. Nâng cấp cho anh, mù mắt anh rồi. Cái này thì tạm được nè. Nâng ngay mà luôn cho anh. Cái này tạm luôn, tạm của tạm rồi. Nhưng mà cái đồng hồ đó mù mắt anh rồi. Cái này cũng mù mắt em á. Cái này cũng tạm nhưng mà nói chung hơi mù mắt. Cái này thì ngon nha. Ồ, cái này lại ngon. Rồi bây giờ thì tỷ lệ bạo tỷ lệ bạo hiệu quả nạp thì tạm được. Tỷ lệ bạo thôi. Đấy. Đấy ổn mà em. Tiếp luôn. 20 luôn. Cứ theo 20 luôn hay là từ từ. Em cứ đặt theo giai đoạn cho anh. Em cứ dành theo giai đoạn cho anh. Cứ đặt theo giai đoạn cho anh. Cứ spam. Được. Làm tiếp. Cứ theo giai đoạn. Giờ cái này vô sát thương bạo là xài nè. À, sát thương bạo. Sát thương bạo. Tao thế nhờ. Nè, này lần này thì vô sát thương bạo nè, đó. Ớ, tỷ lệ cũng được. Vẫn tốt hơn cái hiện tại. Ớ, ổn. Đó, 14 luôn này. Ổn, xeo okay, quá rồi. Ok, start. Nhưng mà chắc chắn là hơn cái này rồi. Ừ, tại vì cái này nó không có attack ha, nhưng mà chắc vẫn giữ tạm được. Chắc chắn là hơn cái này rồi. Ý nó vẫn giữ tạm được. Cộng 1, đổi. Cái này chỉ cần vô một vòng thôi là mạnh hơn cái đồng hồ cũ rồi. Cái này không quan tâm luôn á, chỉ cần cái sát thương bạo vô đúng một vòng thôi là mạnh hơn cái đồng hồ cũ rồi. Từ từ nha, coi chừng nó ngay cả tinh thông còn không có ấy. Đấy đấy. Ố. Ê, bây giờ mình làm cái này không? Mình coi nó đường trăm điểm ngự không? Phí phút nhỏ. Ác kìa thôi ông. Phút nó thì cứ mình có một cục phút bự rồi. Lửa trắng xám, let's go. Này lửa trắng xám. Lửa trắng xám là chắc chắn cho mỗi một Eula thôi. Eula rồi. Ly trước đi. À, em thích đi trái sang đi. Em thích đi theo những cái đồ mà yếu trước, cái đồ mà khó tính trước rồi em mới đi cái đồ dễ copy hôm sau. Cái đó khá hiệu quả đối với em. Đó, nó cái này giữ được nè. Này thì không, này không. Thông không biết ai xài. Tăng sát thương nguyên tố phong quấy. Mọi người nên nhớ là chúng ta dùng cái này cho cả Xiao và Eula thôi, cho nên là nó phải ra sát thương nó mới tính. Ui mẹ ơi, cái gì vậy? Hello. Cái lón này nó ma quá. Ê, cái lón này nó hơi ma. Được này, cái này nâng dễ ha. Đại ma thì nếu mà vô tỷ lệ các thứ thì mình mới giữ. Ok, good, chấp nhận được chứ có gì ma. Chị khóa đi, nhưng mà ý nó là so với cái này thì sao cái này vẫn yếu vậy? Thì sao cơ? Anh nhìn anh còn mù nữa. Tới cái này. Xin lỗi bạn viewer ấy, nhưng mà nó mù quá. Ồ. Được rồi. Ồ, thấy không? Cái gì đây? Lất đơn giùm của em á. Ta sẽ cứu rõ được cái này chăng? Thôi luôn đi, em quen ngồi yên hơn. Ôi in. Và đó là ủa. We are compassion. Ấy chưa em nói rồi. Thêm một thái thương bạo. Ờ, thôi cái cuối. Ôi hơi tiếc nhưng mà thay được. À, thay liền luôn. Chắc chắn là hơn cái kia rồi. Chúng ta dùng cái này ha.
dùng đúng này ha, hợp lý mở, ha. Mở 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 thấy không, lất 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 tiêu 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 chấp nhận chấp nhận chúng tôi chấp nhận cái này thì nó cũng được, nói chung là không có gì xài tạm được, nhưng mà cái này trung bình bạo nè, trung bình con này yếu đi. Ừ đi 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 đi, đi. Yếu quá yếu quá. Ủa nhỏ có cả hai cái nâng để nâng kìa, khoan mình nâng cái của mình trước đi ha, rồi mình nâng cái nhỏ của mình trước đi, cái của mình nó hố hơn cái bốn vòng coi gì. Ồ, không không chưa chắc nha, chưa okay. Chắc nha. Ôi, okay. Chưa chắc nha. Chúng ta đang có hy vọng. Vô. Vô. Và đó là ổi chấp phát được, một chấp lần. Được, chấp nhận được, chấp nhận được, chấp nhận được, chấp nhận được. Lần nữa. Rồi chấm nè. Đó. Ok, được luôn. Lần nữa. Rồi, đổi. Ok, cậu. Rồi, cái thứ hai. Nó mà vô tầm 20 tới 30 sát thương bạc, 30 phòng ngự tôi xỉu đấy. Hay, bây giờ nó đang chăm đi tinh thông rồi đi nè. À rồi rồi rồi, rồi. À. Thì tới hồi nãy mình có một cái ly HP nè, lên để coi có được xài được không, nếu không thì thôi. Ừ rồi đó, không được thì nè. Thôi. Đó thì thôi, chúng ta có một cái ly phong. Cái ly nó sẽ ở đâu đấy? Ly phong này có thể xài cho CL ha. Cho thử. Nếu như ừ, phong chưa kịp nói chuyện nếu như nữa. Thần nó đi xa quá. Long. Không. Đi. Hoa. 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 Đi. Không. Cát. Đồng cát. Đồng cát. Ê thật ra cái đồng hồ nào cũng được nha. Ừ suy nghĩ thì cái nãy cũng đang okay. Tính ờ phong. Phong nữa hả, sao cái này HP hoài vậy. Anh Phong. Bạo. Đi. Bạo. Đi. Bạo. Đi. Ok. Còn cái mù mắt tôi. Rồi tới cái này. Ok. Ok à. Đừng nói lần này Ela là người đừng nhờ chứ không phải là Xiao nữa. Vô. Ừ, ba cái lòng. Một cái bạch. Holy. Mình còn nói hồi nãy mình nói là còn thiếu mỗi lông nha. Từ từ, nói chung là thiếu lông quá cho nên. Ta em hai ngự. Nhưng mà ý là thiếu ngự. Không có lông, vấn đề không có lông. Rồi giờ đống này có gì nâng cấp không? HP. Tấn công. Tấn công. Ok, nói chung là bây giờ cái tiêu chuẩn mình bị thấp xuống rồi cho nên là ừ. cứ có gì được cứ hốt đi. Cái này cũng suy nghĩ. Đây. Băng. Em là nhân vật nguyên tố băng đó. Là chôn ấy. Em có HP mà cái này dòng kỳ quá. Lại ly HP. Tăng trị liệu, tăng trị liệu. Trị liệu. Double tăng trị liệu mọi người. Mạnh. Cái HP một cái tấn công. Cái HP trước đi. Cái HP là để offset cho mấy nhân vật như anh Long á. Đó thì không có gì thôi. Rồi, đi. Đó hợp lý không? Rồi giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới cái ly cái này, rồi nó sẽ vô sát thương bạo nè, nó all in sát thương bạo nè. Đó thấy không? Rồi nó sẽ all in sát thương bạo nè. Tôi câm lặng rồi các bạn ạ. Nếu các bạn không thấy tôi đâu, tôi câm lặng rồi. Ôi câm lặng luôn. Ừ. Mà không vấn đề là em la cũng... Em là cũng cần nè, và cái này max luôn. Nó so với cái này nó vẫn đấy. Cái đó nhưng mà mày đi xuống dưới nó có phải ngon không? Tại lúc này mình nhưng mà so với cái này nó vẫn ngon hơn. Cái này so với cái này nó vẫn ngon hơn. Vì nó không lệch cái dòng những dòng mà mình không cần đúng không? Trời ơi, rồi đó. Như không, tại vì vấn đề này Ela vẫn cần nạp nên là vẫn xài được vấn đề. Nó hơi xàm nhưng mà nó là thực sự là vậy. Nó em bỏ chưa, em tự tin lên em bỏ chưa hơi giúp anh thì nó xàm thật ấy. Rồi sát thương nó đâu. Ok. Nạp thì đứa khác nạp giùm cho nó đi. Rồi tiếp theo là double crit. Lần liệu lần này nó có từ. Trước khi này các bạn nhấn một like một subscribe nha, nếu các bạn thích nha. Hiện tại okay. Mọi thứ đang để bullet nha. Để bullet bạn viewer này được đủ đồ cho Ela để chơi ha. Chúng ta sẽ cứu được cái ạc này nha. Nhấn like đi, chuẩn bị nè. Giờ bấm cường hóa cái các bạn like nha. Chuẩn bị nè. 3 2 1 1 Vô. Nó một lần tấn công, một lần tỷ lệ bạo. Thực ra nó vẫn xài được hiện tại. Ừ, đâu thì đâu á, nhưng mà vẫn 2 lần tấn công, một tỷ lệ, một HP. Nhưng mà hơi đau, vẫn hơi tính đau, là ít hơn ít hơn nó vẫn này. Ít nhất là vẫn đỡ hơn là không có vô dòng nào. Ui trời ơi. Ok. Holy. Ít nhất là vẫn đủ bộ 4 ha. Ok, đủ bộ 4 lựa trắng xám rồi. Cái là chỉ số nữa nè. Cái 980.
Nạp đủ rồi đó. Mình biết, các bạn biết là mình đang hướng về đâu rồi đúng không? Đúng vậy. Được, bỏ cái nó sát thương đi. Sao? Ok. Lông nè. Cái này cũng đau luôn. Cái lông hồi nãy của thằng nhỏ tệ lắm á, lát lát nữa coi thử là biết liền. Hiệu quả nạp. Tăng sát thương nguyên tố thủy vật lý. Rồi từ. Trong trường hợp bình thường là mình bỏ liền nha mọi người. Ly tấn công này. Copium. Trời ơi. Ok. Trời ơi. Em mình check lại con Xiao coi chỉ số nó nào cái. Xiao chỉ số nó cũng được. Ok. Cũng được. Nó đỡ hơn một chút thôi với tôi con. Ok. Sao em vẫn giữ cái sao bên hưởng cái đồng hồ mù mắt cái vậy? Thì chưa có gì nâng cấp mà. Anh nhìn đi. Hay nâng cái này lên để coi nó có vô lần nào không? Nó vô bất kỳ một lần nào. Trước mắt nó vậy đi. Nó vô bất kỳ một lần nào nó mạnh hơn cái đồng hồ cũ. Là chắc chắn nó mạnh hơn rồi. Ừ. Xong kết quả nó không mạnh hơn thì mù nhé. À rồi đó. Ừ. Ôi mẹ. Mày lên trăm nữa ra. Thôi. Phí phút chứ ta. Không có cãi. Không, cãi. Luôn. Cãi. Cãi. Trăm tự cho lên video luôn. Không. Ô đó là một đồng hồ 100 điểm. Lẹ lên. Nó đang trong quá trình ngự, lẹ lên. Ông ác với phút người ta vừa thôi ông. Nó đi luôn đi. Ừ. Đó, ông ác với phút người ta vừa thôi ông. Ừ. Mình ác mà nãy cho tới luôn. Và đó là Get go. À. Mình cứu mặt người ta hay mình làm cho người ta nó curse hơn vậy? Khóa nó lại, đừng bắn, không được xóa. Quá. Cạn lời luôn các bạn. Ôi, Anh Long. Bỗng dưng người chiến thắng ở đây không phải là em là hay CEO mà là anh Long. Anh mấy cái chưa tiềm năng cái đi. Rồi đó, dục rồi được rồi. Cái đó thôi. Thì có cái lông hay là có cái hoa nào đó. Đây. Không có gì hết. Có cái lông. Cái hai cái hoa em nhớ. Một cái hoa. Nhưng cái lông nó 28 sát thương rồi. Tinh thần. Thì bỏ. Có bỏ, khả bỏ. Năng thì vẫn cứ nâng thôi gì đâu. Nó... Không có khả năng tại vì 28 có nghĩa là gì? Ba vòng nó chỉ hụt một vòng à. Này ngon nè. Cho nên mà hụt vòng đó thì quan trọng là giờ... tìm cho ra cái gì biết không? Em tìm cho ra cái nón tia lạ bạo trong Yula này. Bây giờ chúng ta tới với anh Long. Không lẽ người chiến thắng thật sự là cái người đập thánh gì bật nãy giờ? Và đó là... 1... Để em làm thử. 2... 3... Face! Được không? Đi! Đi! Đi hết! Chịu, ok. Trời, nó 10 tí lại luôn chứ nó... Đúng. Khả năng cao là kết cục chúng ta là chúng ta có được một đồ 100 ngự và 20% phòng ngự. Dưới cái cung mệnh 4 của Xiao vậy. 100% phòng ngự. Đâu ra cung mệnh ngư thế thôi chứ. Mã. Phòng. Oh yeah. Phòng nha. Tỷ lệ sát thương. Tỷ lệ. À không. Lộn người. Tỷ lệ sát thương. Ừ thì Xiao không cần bằng. Tỷ lệ sát thương nhưng mà lộn người. HP dục. HP đi. Hai dòng ngon nè. Cái này 7.8 nè. Đó thấy không? Đó. Rồi 7.8 là phải nâng từ từ nè. 7.8 là mình chơi nâng từ từ. Đóng HP luôn. Đó. Ủa tỷ lệ luôn hay luôn. 7.8 là thừa thắng xong lên em. Em cứ tiếp tục thừa đá thắng lên cho anh. Tấn công được. Tấn công luôn. Good luôn. Tấn công được. Trừ. Tấn công được. Tất cả mọi thứ trừ cái ấy là được. Cái ấy là cái gì? Hơi tì tì nhưng mà lần này sát thương bạo là ngon. Lần này sát thương bạo sát thương bạo mới ngon nha. Sát thương bạo mới ăn nha. Lần này sát thương bạo nha. Lần này sát thương bạo nè. Sát thương bạo mới ăn cái nha. 19 rồi. Và đó là sát thương bạo. Và đó là đó tỷ lệ bạo. Ok cũng được. Cũng được. Ổn hơn cái này rồi đó. Đó được. Đổi. Cũng được. Đổi 17 ngang chứ không phải ngang nhưng mà tấn công nhiều hơn. Ngang nhưng tấn công nhiều hơn. 8. Ok hơn. Ừ là khỏe hơn. Hơn. Quan rồi, trọng là tỷ lệ được tiệm cận 100 thì đỡ hụt đỡ cay. Rồi tiếp theo chúng ta quay lại các đồng hồ. Trời ơi. Các bạn ơi cứ một lần quay lại Mosia mới cầm cái tinh thông 84
Ôi, win. Win rồi, win rồi. Vậy là win rồi đó nha mọi người. Win rồi, win rồi, win rồi. Thêm lần nữa nè. Hết win. Hết win. Không không, vẫn win nhưng mà ý nói giờ thêm được lần nữa thì mừng. Chuỗi chuỗi chiến thắng là kết thúc. Đó. Vậy lên 21 rồi. Ê, coi trận này 27% HP nha. Và đó là... Ui mẹ thiệt hả? Nói lỏ lỏ cái này. Có... Ảt này nhiều thứ all-in, all-in ma giáo nha. Ê. Từ từ, lần nữa nè, vô. Lần này thêm cái sát thương bạo đi, lại lại lại. Các bạn muốn 21 thì các bạn comment phía dưới 21 sát thương. Còn nếu các bạn muốn 23 HP, các bạn comment phía dưới nha. Em nghĩ là 24. Thương thật, sẽ chuẩn bị. 3. Nó là... nó là luôn. Không vẫn nghe nữa đúng không? Vẫn là quê, vẫn là win, vẫn là win. Tỏ với cái. Ủa chứ mai, ê, 08 tư tinh thông nó 42 tinh thông nha. Ê. Ma vậy. Liệu cái này nó có khả năng vô nhiều hơn cái 21 kia không? Tấn công phần trăm và OD sát thương bạo. Bố win nha. Nói anh chi vậy? Ông chuyên gia ông giúp á. Không nói gì là đỡ. Nó lạch cái chút xíu thôi chứ nó phòng ngự nó vô sách thông báo nó win rồi. Video này ngắn lắm. Không, lần này ngắn, lần này hơi ngắn không. Ý nó tại vì cái lần trước 500 lần với lại mình nâng với ông mình không có nói nhiều với ông Hưng. Điều quá nè. Ồ, cái gì đấy? Ồ. Ồ, em đang tưởng nó HP. Em tưởng nó HP. Cái gì đấy? Từ từ, cái gì đấy? Cái gì đấy? Tăng sát thương nguyên tố thảo. Cái gì đấy? HP. Tỷ lệ. Tỷ lệ, tỷ lệ, tỷ lệ. Thôi, không được, không được. Hơi buồn, hơi buồn. Đó, cứ trap lần nào cũng có như mình á thì khỏe đúng không? Cho nên mọi người đưa ạc cho mình, đừng đưa ạc cho Berry. Tôi không thể biến ạc của bạn phát triển hơn từ mà nó xong mới bỏ rồi. Thì ý nó cái vấn đề là mọi người có thể thấy là hai ạc hiện tại mình nâng đều khỏe, còn Hưng nâng ạc ổng chưa xong. Tôi từ mắt sang rất mắt thì nó khác bằng một đồ. Mọi người có thể coi cái video Nahida của mình á, mình cũng từ mắt sang rất mắt á, mọi người tự thấy á. Đã sát thương nguyên tố thảo. Okay. Nhân vật chính. Nãy giờ hai cái rồi đó, giờ thêm cái nữa, liệu nhân vật chính. Một lát nữa cái dòng 4 mà nó là nạp cái xong lên 24, 21 thì đi nhá. Nó còn tệ hơn nạp HB này. Ôi nó còn tệ hơn. Giờ cái này nâng từ từ hay nâng luôn ta? Nâng luôn đi, mình làm luôn một lần. Luôn rồi, làm luôn rồi. Nhấn like, các bạn nào chưa like, các bạn nhấn like khúc này. Cái ạc này sẽ được cứu bởi cái này. Hay là không? Mọi người hãy mà comment. Không. 22.680 Mora này cộng với một đống thánh di vật này sẽ giúp cho cái đồng hồ tấn công của Yula trở nên kỳ diệu. Ừ rồi giờ mà không. Chuẩn bị. Nó mà gọi là 14 ấy 12 hay là 15 tỷ lệ bạo là con Yula được cứu thiệt luôn đó nha. Chuẩn bị. Chuẩn bị. 1. Tổng chưa cường hóa. 2. 3. 3. 2. Tỷ lệ. Ú. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Rồi đổi luôn. Win. Win, quá win luôn. Đó, đẹp hơn rồi đó. Đẹp hơn rồi, đẹp hơn, đẹp hơn. Vẫn xấu nhưng mà nó ok. Rồi, chúng ta đã cứu được một bàn thua. Mặc dù tính ra cũng 33 thôi, bị lật một cái HP ở dưới. Đây có khi nào bỏ qua một CL mình luôn nâng lên nửa trăm sáu rồi. Thôi thôi thôi. What? Đó thấy không, lý do mình kêu mọi người đưa ạc cho mình là vậy á. Chứ mọi người thấy nãy giờ lần nào mà có không có cái potential không? Cái cát thì chịu. Nãy mình quên nâng cái ly phong on set luôn á mọi người, mình quên mất. Được, chấp nhận được, cái này được. Được, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Và đó là... Một lần thì quá nạp nữa, cứu được. Nạp. Coi như nó chưa có đi. Không, bởi vì Senyu chưa có nên ok, vẫn giữ được. Rồi còn cái, còn cái... Hoa trước đi. Rồi đó. Đi. Em phải bỏ lớp, bỏ bát lớp hiểu không? Rồi giờ lấy cái default on set nè. Default on set mà ngon là ngon nè. Sát thương bạo. Không phải. Đi. Trong này vẫn được. Cho không. Nó thật ra là con CL nó không chơi được. Nhìn đi. Ừ rồi cái này thì dục không chơi được.
không chơi được. Cái ly này cực, phải cực kỳ căng á. Cái ly này phải offset á, phải cực căng á chứ. Đây, yêu cầu cao lắm. Đây, cái này trước. Rồi, tấn công phần trăm. Tấn công phần trăm. À. Ôi sao lại tinh thông nguyên tố. Sao này sao chơi gì ta? Driver. Sao driver. thì mày đẩy sang 4 hình luôn cho rồi đi. Thì vô. 519. 519 là 2 từ từ. Là 30 á. 519 là 30 rồi. 30 đúng. Nhưng mà kia có 14 tấn công lận. Ừ, cái này nó chỉ thiếu xíu thôi mà có 14 tấn công, vẫn giữ cái này, nhưng mà cái này nó vẫn giữ ha. Ok. Đây phải ao nè. Phải ao nặng nha. Rồi. Phải ao nặng nha. Tầm rồi, phải mọi người nghĩ vô gì? Dưới không ra giữa nha, không ra vòng giữa nha. Mọi người nghĩ vô gì đây? 2. Vô. All in. Bruh. Đúng rồi, thật. All in là trời ơi, tôi nói không ra vòng giữa đó nên thôi. Bây giờ phải ra nó. Tỷ lệ. Tỷ. Ờ thiệt kìa. Thì cho cơ hội cuối cùng. Ai giúp, thật ra là vẫn được, giờ đang thiếu tỷ lệ mà. Thật ra là nón tỷ lệ nào cũng được. Ừ, cũng được rồi, tại vì ạc này rất là thiếu nón tỷ lệ. Nãy giờ không có tỷ lệ rồi, giờ này sát thương bạo nè, đó. Đó. Hai thằng thi nhau độc lệnh nè. Này rồi. Tấn công sát thương bạo nè, cái này là upgrade được rồi nè. Cái này upgrade thẳng luôn rồi nè. Nhưng mà 7.8 bây giờ biết thì... cái điều gì sẽ làm cho các ăn được tuyệt vọng không? 7.8 theo cái kinh nghiệm 100 điểm rồi. Vậy nè, có một cái kinh nghiệm của mình, thằng bạn mình có cái trích lõ vậy nè. Kinh nghiệm của mình là nâng lên đây, nâng lên 7 nè, thử trích lõ được không nha. Thì nó lên đây, xong cái nó all in một lần luôn, trước khi nó nổ á. Thì all in lần thì nó sẽ vô những vòng mình cần. Thử ha. 1 2 3 3. Sát thương bạo không thành công. Thấy chưa? Ok. Thôi chứ vẫn giữ được. Ok. Nó vẫn giữ được ha. Dù sao nó ít nhất cũng có sát thương bạo rồi vô dòng tấn công. Tiếc lỡ không thành công chúng nhưng ta mà... mong chờ. Ok này okay, đây là đẹp hơn nhiều rồi đó. Thì chúng ta sẽ trông chờ vào chủ ạc có thể đi farm cho những cái này trong tương lai ha. Ừ. Biết định hướng rồi đó.